Tôi nhớ hồi xưa có một bài tập đọc tựa đề là Anh hùng biển cả, nói về một chú cá heo biển đen được tặng huân chương bởi vì đã cứu sống một anh phi công sau khi mà anh này nhảy dù xuống biển do máy bay bị hỏng. Câu chuyện này làm cho một người vốn yêu động vật như tôi vô cùng thích thú. Sau này cũng không ít lần tôi đọc được những mẩu chuyện tương tự về động vật cứu sống con người hoặc là cứu những loài vật khác khỏi nguy hiểm. Và tôi đã tự hỏi rằng, liệu một thế giới thần kỳ như là thế giới Pokemon cũng có những cứu hộ viên hoang dã như vậy chăng? Anh em nào cũng thắc mắc giống tôi thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm lời giải nhé. Lấy cảm hứng từ những mẩu chuyện về cá heo cứu người như tôi đã kể ở trên, thì Pokemon cá heo Palafin đã ra đời. Lúc bình thường thì Palafin trông chẳng khác gì cái dạng tiền thân của nó là Finizen, ngoại trừ một dấu ấn hình trái tim trên ngực. Thậm chí ngay cả thông tin Pokédex còn khẳng định rằng sức mạnh thể chất của nó cũng y hệt như Finizen. Nhưng bất cứ khi nào mà nó nghe được tiếng kêu cứu từ những ai gặp nguy hiểm, thì Palafin sẽ tháo bỏ lớp ngụy trang trông có vẻ hiền lành ấy ra và trở thành một siêu anh hùng thực sự, nhanh chóng lao đến cứu giúp. Hình thái này của Palafin được gọi là Hero Form, được lấy một phần ý tưởng từ những siêu anh hùng ẩn danh, hay cụ thể nhất là Superman như trong một video khác tôi đã có nói. Hero Form mở khóa cho Palafin một nguồn sức mạnh tuyệt vời, đủ để nó có thể nâng cả một chiếc tàu du lịch chỉ bằng một tay và tốc độ bơi khủng khiếp lên đến 50 hải lý một giờ. Với tốc độ và thể lực như thế thì Palafin đã cứu được rất nhiều người và Pokemon khỏi bị chết đuối, và con người đã đặt cho nó một biệt danh là Người hùng biển khơi. Có một khoảng thời gian rất dài, tôi đã nghĩ rằng cái thứ mà choàng quanh cổ của hai Pokemon Buizel và Flozel nó là khăn hay là cái gì đấy. Nhưng sau khi tìm hiểu thông tin thì mới vỡ lẽ ra, bộ phận này có tác dụng tương tự như một chiếc áo phao anh em ạ. Chiếc áo phao này có thể phồng ra nếu như Buizel và Flozel muốn nổi lên và xẹp đi khi mà chúng muốn lặn xuống. Sự phát triển của chiếc phao này vốn dĩ là để hỗ trợ loài Pokemon trong quá trình săn mồi cũng như là để chúng không bị chết đuối mỗi khi biển động. Bởi vì cơ bản chúng nó giống như loài rái cá ngoài đời, tuy bơi rất giỏi nhưng mà vẫn không thể thở dưới nước được. Nhưng mà trời xui đất khiến thế nào bọn này chả mấy khi bị đuối nước để mà tận dụng cái phao, mà người khác thì cứ suốt ngày bị đuối nước trước mặt chúng nó. Thế là Buizel và Flozel cũng toàn phải trở thành người hùng bất đắc dĩ. Hễ cứ gặp ai rơi vào tình cảnh xung quanh toàn là nước nhưng mà không biết bơi thì nó sẽ thổi phồng chiếc phao ấy lên và hô biến cơ thể mình thành một chiếc bè cứu sinh chạy bằng cá. Cùng với những chiếc đuôi có thể xoay tròn như chân vịt, nó sẽ hỗ trợ cho người bị nạn vào bờ cực kỳ an toàn, cực kỳ nhanh chóng. Có lẽ cũng vì lý do đó mà những ngư dân rất ưa chuộng loài Pokemon này, không ngần ngại thưởng thức ăn cho chúng vì công cứu hộ, cũng như là công chúng giúp họ đưa cá đánh bắt được lên bờ. Alomomola là một Pokemon có ngoại hình khá là đối xứng, và có thể nhiều anh em vẫn chưa biết, nhưng mà tên của con này cũng đối xứng luôn, khi mà viết xuôi viết ngược thì vẫn là Alomomola. Hẳn là lúc mới nhìn thấy Pokemon này lần đầu, ai cũng sẽ nghĩ rằng nó là dạng tiến hóa của Lovedis do nét tương đồng không thể chối cãi về ngoại hình cũng như màu sắc của chúng. Tuy nhiên thật chớ trêu, trong một thế giới mà chuột có thể tiến hóa thành khỉ, cá có thể tiến hóa thành bạch tuộc, thì hai con cá cùng hình trái tim màu hồng lại chả liên quan gì đến nhau. Cơ mà điều đó không quan trọng. Quan trọng ở đây là lớp màng đặc biệt bao bọc cơ thể của Alomomola có khả năng chữa lành vết thương, không chỉ cho bản thân nó mà còn cho cả loài khác nữa. Alomomola rất thích thả mình lênh đênh giữa biển khơi và bất cứ khi nào nó gặp một Pokemon bị thương hoặc bị đuối nước, nó sẽ nhẹ nhàng ôm lấy Pokemon đó bằng chiếc vây của mình và đưa chúng đến nơi an toàn. Trong quá trình đó, lớp màng đặc biệt của Alomomola cũng sẽ tự động chữa lành cho Pokemon bị nạn. Để mà giải thích về hành vi cứu giúp này thì có lẽ là vì bất cứ kẻ đi săn nào đã khiến cho Pokemon kia bị tổn thương thì cũng sẽ có khả năng tấn công cả Alomomola. Vậy nên thay vì ngoảnh mặt làm ngơ thì cứu giúp một người anh em hoạn nạn thêm một đồng minh có thể sẽ khiến cho những kẻ săn mồi kia phải e ngại mà không dám lại gần. Chính vì lẽ đó mà rất nhiều Pokemon thủy sinh thường tập trung xung quanh Alomomola cho chắc ăn, và cả các ngư dân thủy thủ cũng thường mang theo Pokemon này trên thuyền, bởi vì một khi đã có Alomomola thì sẽ không cần thuốc thang hay bác sĩ nữa. Là một Pokemon á thần mạnh mẽ, Dragonite có thể bay nhanh hơn cả vận tốc âm thanh và có thể bay vòng quanh thế giới chỉ trong vòng 16 giờ, bất chấp cái thân hình phúc hậu đầy đặn của nó. Nó có thể bay qua các vùng biển dữ dội mà không gặp khó khăn gì, và với trí tuệ cao ngang ngửa con người, Dragonite có thể dễ dàng nhận diện được những trường hợp nguy cấp cần được giúp đỡ. Vốn cũng là một Pokemon tốt bụng, cho nên Dragonite sẽ luôn hỗ trợ mỗi khi nó bắt gặp những trường hợp như vậy. Do đó đã có rất nhiều câu chuyện được ghi chép lại về việc Pokemon này cứu giúp, dẫn dắt những con tàu bị lạc hay là bị hư hại do bão tố vào đất liền an toàn, cũng như cứu người hoặc cứu những Pokemon bị đuối nước trên biển. Chắc cũng vì lý do này mà người dân ở thế giới Pokemon thường trang trí hình tượng của Dragonite ở mũi tàu để cầu mong thuận buồm xuôi gió.
Cũng có một câu chuyện khác được lan truyền rộng rãi về việc Dragonite đã đưa một người đàn ông bị đắm tàu lên một hòn đảo xa xôi, một thiên đường nơi chỉ có loài Dragonite sinh sống. Rồi sau đấy nó có đưa ông ta về không thì chuyện không có đề cập. Nhưng mà trong anime thì Satoshi cũng đã khám phá ra hòn đảo diệu kỳ này và thu phục được một bé Dragonite vô cùng dễ thương. Cậu chàng cũng đưa luôn ra lời giải thích vì sao khi mà Dragonair tiến hóa thành Dragonite thì lại mọc chân tay, thì chính là để có thể cứu được nhiều người đấy. Sở hữu một đôi tai dài với thính giác cực kỳ tốt, tựa như một thiết bị cảm biến tuyệt vời. Chỉ cần Azumarill giữ yên lặng và chăm chú lắng nghe, nó có thể nhận biết được bất kỳ thay đổi hay chuyển động của những Pokemon nào ở dưới nước, ngay cả khi đó là những vùng nước sâu và chảy xiết. Bình thường thì kỹ năng đấy chỉ dùng để săn mồi, nhưng mà nếu phát hiện ra có Pokemon nào bị đuối nước thì nó cũng chẳng ngần ngại mà giúp đỡ luôn. Nhưng mà cứu bằng cách nào? Cái này phải đề cập đến một kỹ năng khác của Azumarill là tạo ra những quả bong bóng nước chứa đầy không khí. Những quả bong bóng nước này vốn được Azumarill dùng để bọc những bé Azurill lại khi mà chơi dưới sông, bởi vì không giống như những dạng tiến hóa của mình, Azurill hoàn toàn không mang hệ nước. Mặc dù đuôi của bé cũng có chức năng như phao nổi, nhưng mà đối với các ông bố bà mẹ thì họ sẽ luôn luôn đảm bảo sự an toàn của các bé phải ở mức tối đa. Còn khi bắt gặp những Pokemon bị đuối nước, Azumarill cũng sẽ cung cấp cho chúng một quả bong bóng y như vậy để cho chúng có thể thở được và tránh bị sặc nước. Stoutland được mệnh danh là một Pokemon thông minh, dũng cảm, tốt bụng và ngoan ngoãn. Nó thân thiện tới mức mà người ta còn giao cho nó nhiệm vụ trông trẻ mà chẳng hề sợ nó làm tổn thương đến đứa bé. Còn sự dũng cảm và tốt bụng của Pokemon này lại được hình thành trên cơ sở là bộ lông xù xì của nó. Theo như Pokédex miêu tả, bộ lông xù của Stoutland có thể bảo vệ nó khỏi mọi sự khắc nghiệt của những môi trường lạnh giá, cho phép nó có thể tự do đi lại cũng như giải cứu những người bị mắc kẹt trên những ngọn núi băng giá vì bão tuyết. Thậm chí bộ lông của Pokemon này còn mềm mượt, thoải mái và ấm áp đến nỗi có thể giúp người đi cùng có thể ngủ qua đêm trên núi mà không sợ bị lạnh. Chính vì thế mà từ rất lâu trước đây, ở những vùng băng giá phủ tuyết quanh năm thì hầu như gia đình nào cũng phải nuôi ít nhất là một con Stoutland trong nhà. Bên cạnh đó, Stoutland còn được biết đến là cũng hỗ trợ rất tốt trong việc giải cứu những người bị nạn trên biển, cũng như có thể di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn trong bão cát. Cho nên với các biệt đội cứu hộ thì Pokemon này là thành viên không thể nào thiếu được. Người dân ở vùng Alola thời xưa rất tôn sùng Alolan Ninetales như hóa thân của một vị thần ngự trên những tòa núi phủ đầy tuyết. Nguyên nhân rất có thể là do khí chất cao quý và yêu nhã vốn có của loài này, cùng với những trận bão tuyết kèm theo mỗi khi nó xuất hiện. Bên cạnh đó cũng có những câu chuyện truyền miệng từ thời xa xưa về việc nó sẽ xuất hiện và giúp những người có đức hạnh bị lạc đường trên núi tuyết và đưa họ xuống chân núi, cũng góp phần tăng thêm sự thần thánh và linh thiêng của loài này trong mắt người dân bản địa. Thậm chí cho đến thời hiện đại thì việc Alolan Ninetales xuất hiện và dẫn đường cho những du khách bị lạc trên núi tuyết cũng không hề hiếm gặp. Hành vi này sau đó đã được các nhà khoa học nghiên cứu và giải đáp. Thì ra nó hướng dẫn người ta xuống núi đơn giản là bởi vì nó cần sự riêng tư và không muốn ai quấy rầy về cuộc sống yên tĩnh của nó. Người ta cũng cảnh báo thêm rằng, mặc dù trong loài này khá hiền, nhưng nếu bạn không muốn biến thành tượng băng thì tốt nhất là đừng có phá hoại thiên nhiên hay là chọc giận nó bằng bất kỳ một hình thức nào. Xem ra đã là Ninetales thì dù sống ở cái vùng nào đi nữa cũng vẫn thù dài như nhau. Và dĩ nhiên rồi, đã nhắc đến Pokemon cứu hộ thì không thể nào không nhắc đến Chansey và Blissey, loài Pokemon mà chúng ta luôn luôn nhìn thấy trong các trung tâm chữa trị Pokemon. Ngay cả ở ngoài tự nhiên, loài Pokemon tốt bụng này cũng rất quan tâm đến người và Pokemon khác. Tuy có tính khí cực kỳ nhút nhát, rất là khó tiếp cận, thường bỏ chạy ngay lập tức khi có người lạ đến gần. Tuy nhiên nếu như người đó bị thương thì Chansey và Blissey sẽ không ngần ngại chạy đến thăm hỏi xem họ có ổn hay không và chỉ bỏ đi khi mà họ đã hoàn toàn bình phục. Chansey và Blissey mang đến niềm vui cho tất cả mọi người. Quả trứng ngon tuyệt của chúng chứa rất nhiều dinh dưỡng giúp cho các bệnh nhân có thể hồi phục nhanh hơn. Bất cứ ai chỉ cần cắn một miếng trứng này đều sẽ trở thành người biết quan tâm và giàu lòng nhân ái. Đồng thời người ăn cũng sẽ ngập tràn hạnh phúc và may mắn nữa. Đúng như cái tên của hai Pokemon này trong tiếng Nhật là Lucky và Happiness. Loài Pokemon này có thể đẻ vài quả trứng một ngày, cho nên với chúng thì việc chia sẻ cũng vô cùng thoải mái luôn. Chỉ là chúng sẽ không bao giờ tặng trứng cho những kẻ gian ác, lòng có tà tâm mà thôi. Và đó là một số nhân viên cứu hộ bất đắc dĩ trong thế giới Pokemon mà tôi tổng hợp được. Còn anh em thì sao? Anh em có biết Pokemon nào giống như vậy không? Hoặc là đã gặp những trường hợp nào về động vật cứu người ở ngoài đời? Nếu có thì hãy chia sẻ dưới phần bình luận để cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn anh em đã chú ý đến video này cũng như là theo dõi hết nó. Tôi sẽ gặp lại anh em trong những video tiếp theo.